Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền lành Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để không bỏ lỡ một cái video nào Vòng mai ngày 12 tháng 1 năm 2021 Cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thời Hiền Lanh Làm video clip giải quyết các cái vấn đề thắc mắc của quý khách Về chất liệu gỗ làm về hoành phi cô đối trong video clip trước chúng tôi đã phân biệt giúp quý khách đó là gỗ hương đá và gỗ hương huyết ba đúc có các cái ưu điểm cũng như các cái nhược điểm khác nhau của hai chất gỗ và cũng như là giá thành. Thì cái chất liệu gỗ hương huyết hay gỗ hương ba đúc này đang được rất nhiều người quan tâm. Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ tới quý vị và giúp quý khách hàng có các cái kinh nghiệm khi chúng ta chọn mua đó là các cái sản phẩm giá rẻ bằng các cái dòng gỗ hương mà nói thật đây là gỗ hương nhập khẩu từ Nam Phi. Nó có các cái màu sắc khác nhau như màu hồng, màu cam, màu nâu đỏ, màu nâu sẫm. Và cái giá thành này chúng tôi nhập khẩu từ Nam Phi với cái giá thành nó rất là rẻ. Vì thế mà chúng tôi có thể đóng đồ như sập gỗ, tủ chè. Các cái mẫu sập bằng chất liệu gỗ hương ba đúc này chúng tôi chuyển thể từ dòng chất liệu gỗ gụ sang thì các cái giá thành nó rất là rẻ phù hợp với các cái gia đình có thu nhập thấp có thể dùng các cái sản phẩm chất liệu gỗ như này về ưu điểm của nó đó là giá thành rẻ chất liệu gỗ bền cứng nặng và ít khi bị mối mọt cong vinh và cái nhược điểm của nó là khi làm mộc thì chúng tôi cảm giác có cái mùi hắc khó chịu. Người lạ mà người không quen có thể chảy máu mũi bất cứ lúc nào. Và khi hoàn thiện thì cái mùi hắc nó sẽ hết. <laughs> Đặc biệt là lưu ý khi hoàn thiện được các cái sản phẩm bằng chất liệu gỗ hương ba đúc này. Chúng tôi phải tẩy rất nhiều lần, tẩy trắng gỗ. Trên mình các bạn đang xem đó là màu hồng cam. Khi hoàn thiện chúng tôi sẽ phải tẩy axit rất nhiều lần để cho các cái chất liệu gỗ này nó thành một màu trắng thì chúng tôi bắt đầu mới hoàn thiện được đó là dòng uh, nhược điểm của cái dòng gỗ hương ba đúc nếu quý vị mà không tinh ý quý vị sẽ bị nhầm giữa chất liệu gỗ hương ba đúc và gỗ hương đá gỗ hương ba đúc này tên gọi của nó đó là gỗ hương đỏ của nam phi và cái tiêu đề chúng tôi cũng nói luôn đó là gỗ hương đỏ mà lại không phải gỗ hương đỏ trước đến nay nếu nói về dòng gỗ hương đỏ thì là nhắc đến gỗ hương ta hay là gỗ hương lào nó có giá trị cao trong cái ứng dụng đời sống để đóng các cái đồ sản phẩm gia đình dùng như bàn ghế hoành phi câu lối bằng chất liệu gỗ hương lào thì giá thành nó rất là cao đó mới là chất liệu gỗ hương đỏ chuẩn còn gỗ hương đỏ nhập khẩu từ nam phi này có các cơ sở hoặc gọi nôm na vui đó là gỗ hương giả để cho quý khách dễ hình dung hơn vì giá thành của nó rất là rẻ. Gần đây chúng tôi cũng nhận được rất nhiều phản hồi tới từ khách hàng, đó là giới thiệu các cái sản phẩm làm từ chất liệu gỗ hương ba đúc, gỗ, gỗ hương giá rẻ. Hôm nay tôi chia sẻ đó là 6 bức hoành phi thờ gia tiên làm từ chất liệu gỗ hương ba đúc hay còn gọi là hương huyết, màu đỏ như màu máu. Có kích thước đó là dài 1m97, chiều rộng 67, và các cái tấm ván bên trong có các cái kích thước uh, độ dày mỏng khác nhau, 1.5, 1.8, 2., 3. và 4., 2.5. Rất nhiều, chúng ta có thể thay đổi kích thước thì làm cho các cái giá thành của sản phẩm nó sẽ rẻ đi. Quý khách muốn mua sản phẩm giá rẻ, quý khách nên chọn chất liệu gỗ hương ba đúc này. Chúng tôi khuyên quý vị cũng nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể theo dõi được các cái video clip mới nhất về các cái dòng sản phẩm cũng như chất liệu gỗ và cách phân biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách ở trong các video tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ thêm. Xin cảm ơn.